quốc gia châu Âu quay lưng với kim cương Nga. Ukraine dùng dập tấn công căn cứ không quân Nga ở Crimea. Đức điều tiêm kích xuất kích chặn máy bay quân sự Nga. Mỹ kịp tấn công phủ đầu tên lửa Houthi giảm bắn máy bay. Anh tính đưa tàu sân bay tới biển đỏ đắng gần Houthi. Hơn 120 ngày xung đột với thiệt hại chưa từng có, giải Gaza gốn hàng chục tỷ đô la Mỹ và nhiều thập kỷ để khôi phục kinh tế xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Video là những nội dung chính và ngay sau đây là phần thông tin chi tiết. mở đầu bản tin với những cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Quốc gia châu Âu quay lưng với kim cương nga. Quý vị thân mến, Reuters cho hay đây là động thái mới nhất của Bắc nhằm hưởng ứng các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu EU. Đối với Nga liên quan đến cuộc xâm lược ở Ukraine, vào cuối năm ngoái, Thụy Sĩ đã đồng ý triển khai gói trừng phạt thứ 12 do EU áp đặt với các biện pháp có hiệu lực từ đầu tháng 1 năm 2024. Trong số các biện pháp trừng phạt mới có lệnh cấm mua và nhập khẩu kim cương Nga theo từng giai đoạn. Thông báo của chính phủ Thụy Sĩ có đoạn: "Thụy Sĩ sẽ tham gia các biện pháp đã được thống nhất" tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 vào tháng 12 năm ngoái để tước đi nguồn doanh thu quan trọng này của Nga. Lệnh cấm nhập khẩu cũng được áp dụng đối với các mặt hàng khác, mang lại doanh thu cho Nga, bao gồm gan và khí dầu mỏ hoa lỏng LPG. Thụy sĩ tuyên bố đang mở rộng danh sách xuất khẩu bị cấm vì có thể được sử dụng để tăng cường cho lĩnh vực công nghệ và quân sự của Nga. Xuất khẩu pin, lithium, động cơ cho máy bay không người lái, máy, công cụ, và phụ tùng được bổ sung vào lệnh cấm. Trong lĩnh vực tài chính, các công dân và cá nhân Nga sẽ bị cấm kiểm soát các công ty cung cấp dịch vụ, tài sản, tiền điện tử ở Thụy Sĩ. Thụy Sĩ đã đưa thêm 147 cá nhân và công ty vào danh sách trừng phạt, nâng tổng số lên 1.422 cá nhân và 291 tổ chức. Ukraine dồn dập tấn công căn cứ không quân Nga ở Crimea Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Mychuk vào ngày 31 tháng 1 cho biết, căn cứ sân bay Belbek của Không quân Nga ở Crimea đã bị tấn công. Khi App Independent đưa tin, các video xuất hiện trên các kênh Telegram địa phương vào đầu giờ chiều cho thấy một loạt vụ nổ ở Crimea do Nga. Trong đó có sân bay Belbek nằm cách Sevastopol vài km về phía bắc Tướng Petrak đã chia sẻ một đoạn video cho thấy một vụ nổ và cảm ơn tất cả những người đã tham gia đẩy lùi sự hiện diện của Nga khỏi Crimea. Ông Petrak nói rằng các phi công Ukraine chắc chắn sẽ trở về sân bay quê hương của họ, đề cập đến lữ đoàn không quân chiến thuật Sevastopol số 204 của Ukraine từng đóng tại sân bay Belbek trước khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014. Báo Ukrainska Pravda trích dẫn một nguồn tin trong quân đội cho biết, Cuộc tấn công vào căn cứ không quân được thực hiện bằng tên lửa hành trình tầm xa SCAP Storm Shadow. Các video cho thấy dường như phòng không Nga đã để lọt lưới một số quả tên lửa của đối phương. Tuy nhiên, thống đốc Sevastopol Rasvo Zaev do Nga bổ nhiệm cho biết, các mảnh tên lửa bị lực lượng phòng không bắn hạ rơi xuống khu vực tư nhân, không có thương vong. Tư lệnh không quân Ukraine trước đó thông báo, vào ngày 6 tháng 1, không quân nước này đã thực hiện một cuộc tấn công thành công vào căn cứ không quân Saki, Caserovostopol, 50 km về phía bắc. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng thông báo đã tấn công thành công vào sở chỉ huy của nga gần Sevastopol và kho đạn gần làng Pervomayske vào ngày 4 tháng 1. Đức điều tiêm kích xuất kích chặn máy bay quân sự nga lực lượng không quân Đức đã điều động một số máy bay chiến đấu của mình để đánh chặn một máy bay trinh sát của Nga được phát hiện trên biển Baltic ngoài khơi bờ biển nước này. Theo Jobda, lực lượng không quân Đức cho biết, chuyến tuần tra cất cánh từ căn cứ không quân Lech ở phía đông bắc của nước Đức sau khi một máy bay quân sự của Nga được phát hiện trên không phận quốc tế gần Trukin. Bộ cho biết thêm, một máy bay chiến đấu của Đức đã hộ tống máy bay Nga trong một thời gian ngắn trước khi nó quay về phía đông. Không quân Đức cho biết, máy bay quân sự IL-20M bay mà không có tín hiệu thu phát đáp. Thưa quý vị, trước đó có thông tin cho rằng vào năm 2023, lực lượng không quân NATO ở châu Âu đã hơn 300 lần xuất kích để đánh chặn các máy bay quân sự Nga tiếp cận không phận NATO, trong đó hầu hết các vụ đánh chặn đều diễn ra trên biển Baltic. Sau khi Nga tấn công Ukraine, NATO đã tăng cường đáng kể hệ thống phòng không ở sườn phía đông, bao gồm việc tăng số lượng máy bay chiến đấu, máy bay giám sát và hệ thống phòng không trên mặt đất. Sau các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine nằm rất gần lãnh thổ NATO, quân đồng minh đã triển khai thêm máy bay chiến đấu tới Romania. Vào tháng 10, sau bộ rò rỉ đường ống dẫn dầu dưới biển Baltic, NATO đã triển khai các năng lực bổ sung tới khu vực. Xin chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Mỹ kịp tấn công phủ đầu tên lửa Khoji, nhắm bắn máy bay. Quân đội Mỹ vào ngày 31 tháng 1 cho biết đã nhanh chóng tấn công phủ đầu một tên lửa của lực lượng Khoji ở Yemen vốn chuẩn bị nhắm bắn vào máy bay của nước này. Tuyên bố của ngũ giác đài được đưa ra giữa lúc lực lượng Khoji tiếp tục tấn công tàu thương mại Mỹ ở biển đảo và vịnh Aden, bất chấp các nỗ lực của Washington và đồng minh nhằm làm suy giảm năng lực của Khoji. Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công vào lực lượng Houthi, cả đơn phương và phối hợp với Anh, nhờ các cuộc không kích trước đó tập trung vào việc là giảm đi khả năng lực lượng này nhắm mục tiêu vào vận tải quốc tế hơn là giải quyết mối nguy hiểm cho máy bay. Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Sancom cho biết lực lượng của nước này đã tấn công và phá hủy một tên lửa đất đối không của Houthi, chuẩn bị phóng đi sau khi xác định rằng nó gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với máy bay Mỹ. Sencom không xác định loại máy bay bị đe dọa hoặc địa điểm chính xác của cuộc tấn công, chỉ nói rằng nó diễn ra ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Đài truyền hình al Masira do Houthi điều hành trước đó cũng cho biết máy bay Mỹ và Anh đã nhắm mục tiêu vào thành phố Sada phía Bắc nhưng không xác định mục tiêu cụ thể hoặc cung cấp thông tin về thiệt hại hoặc thương vong. Tâm lý nổi giận vì chiến dịch quân sự khốc liệt của Israel ở Gaza được phát động sau cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào tháng 10 năm 2023 đã gia tăng khắp Trung Đông, làm leo thang bạo lực liên quan đến các nhóm quân sự ở Liban, Iraq và Syria, cũng như Yemen. Lực lượng Mỹ trong khu vực đã bị tấn công hơn 165 lần kể từ giữa tháng 10 năm 2023. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào một căn cứ của Washington ở Jordan vào hôm 28 tháng 1 đã khiến ba binh sĩ Mỹ, Washington, cáo buộc nhóm quân sự được Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công này và thề sẽ có phản ứng quyết đoán. Trong vụ việc mới nhất, một quan chức Mỹ cho biết vào cuối ngày 31 tháng 1, ngũ giấc đài đã phải tấn công, ngăn chặn 10 UAV ở Yemen đang chuẩn bị phóng đi trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang, nguy cơ lan rộng khắp khu vực Trung Đông. Một tàu hải quân Mỹ cũng đã bắn hạ 3 UAV, được cho là của Iran, và một tên lửa đạn đạo chống hạm của Khoti ở Vịnh Aden. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào được báo cáo. Anh tính đưa tàu sân bay tới biển đỏ, nắng gần Khoti. Anh xem xét điều một tàu sân bay đến biển đỏ để bảo đảm an toàn cho các tàu di chuyển qua khu vực này. Vào ngày 30 tháng 1, Telegraph đưa tin, anh đang xem xét kế hoạch triển khai một tàu sân bay tới Biển Đỏ, thay thế tàu sân bay USS Dry Eisenhower của Mỹ khi tàu này trở về Mỹ. Kế hoạch này của Anh nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu đi qua khu vực Biển Đỏ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi. Theo Telegraph, Anh hiện có hai tàu bay HMS Prince of Wales và HMS Queen Elizabeth được thiết kế để chở máy bay chiến đấu F-35. Báo Anh cho biết tàu sân bay HMS Prince of Wales sẽ được thực hiện hoạt động chiến đấu đầu tiên nếu được triển khai tới Biển Đỏ. Tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ tàu nào liên quan đến Israel cho đến khi nước này ngừng các hoạt động quân sự ở giải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lập tức tuyên bố thành lập một lực lượng đa quốc gia nhằm bảo đảm an ninh hàng hải ở Biển Đỏ. Mỹ và Anh sau đó đã tiến hành các cuộc tấn công lớn vào các vị trí của Houthi nhằm làm suy giảm khả năng của lực lượng trong việc nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại. Ngay các buộc, cả hành động của Houthi ở Biển Đỏ và cuộc tấn công của phương Tây và lực lượng Houthi ở Yemen là mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Hơn 120 ngày xung đột với thiệt hại chưa từng có, giải Gaza, ngốn hàng chục tỷ USD và nhiều thập kỷ để phục hồi kinh tế. Xung đột ở giải Gaza đang gây ra mức độ tàn phá chưa từng có đối với nền kinh tế, vì vậy vùng lãnh thổ này cần hàng chục tỷ USD và nhiều thập kỷ để có thể phục hồi. Đánh giá trên do Cơ quan Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc UNCTAD công bố vào ngày 31 tháng 1. Theo UNCTAD, Báo cáo sơ bộ nói trên về mức độ ảnh hưởng kinh tế xã hội của cuộc khủng hoảng có tính tới thiệt hại về GDP, thời gian phục hồi và các tác động lâu dài đối với tình trạng nghèo đói và chi tiêu hộ gia đình. Báo cáo ước tính GDP hàng năm của Gaza đã giảm 655 triệu đô la Mỹ trong năm 2023, tương đương với 24%, khoảng 80% dân cư ở vùng lãnh thổ này phải sống dựa vào nguồn viện trợ quốc tế. 2 phần 3 dân số sống dưới mức nghèo khổ và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 45% trước khi xung đột bùng phát. Người dân Gaza không thể tiếp cận đầy đủ nguồn nước sạch và điện. Bên cạnh đó, phần lớn thiệt hại vì các hoạt động quân sự trước đây của Israel vẫn chưa được khắc phục. UNCTAD dự báo Gaza cần nhiều thập kỷ để có thể khôi phục điều kiện kinh tế, xã hội về mức trước xung đột và công cuộc này còn phụ thuộc đáng kể vào viện trợ từ nước ngoài. Báo cáo của UNCTID hối thúc cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức, trước khi quá muộn. Bản báo cáo được công bố cùng ngày khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng Trung Đông. Các phán quyết tạm thời của Tòa án Công lý Quốc tế ICJ liên quan những cáo buộc diệt chủng ở Gaza và tình hình cứu trợ nhân đạo tại giải đất ven biển này trong cuộc họp tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres nói rằng tình trạng thương vong bạo lực đau khổ sự tàn phá và đói khát kéo dài hơn 120 ngày qua ở gaza là nỗi đau chung của nhân loại và lương trì của con người và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh htd news mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ htdnews News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.